sông quê hương hay dòng sữa
đông. MC ơi, xin chân thành cảm ơn Hot Boy Chu Vàng cùng người đẹp Chu Vàng rất là nhiều để tiếp tục chương trình. Anh ơi, anh nói em chu mà tao không tin đâu, tại vì mà người em không có đeo vàng, hay là anh cho em sợi dây vàng này đi em đeo vô người ta mới biết em là Chu Vàng, đúng không bà con? Anh cho em 10 sợi rồi luôn cũng được đó Lâm. Dạ nhưng mà phải vàng thiệt nha anh. Rồi đó, ok em. Nó để nó hốt hụi với. Nó hốt em là khách hàng của anh đi. Một chân hụi 5 triệu là mua được à. Gài luôn, quá thì gài. Dạ, nếu như vậy thì show nào cũng phải mời em nha, để em có tiền đóng hụi. Ok.